Tuy còn không ít khó khăn nhưng với ý thức tự vươn lên để thoát nghèo, nhiều hộ đồng bào ở huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây là hành động đẹp cho thấy sự thay đổi về nhận thức của người dân, không còn trông chờ ỷ lại vào chính sách ở huyện miền núi còn nhiều khó khăn này. Vợ chồng anh Hồ Ca, người Bru Vân Kiểu, bản Lé, xã Trọng Hóa nhiều năm trước là hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Vài năm trở lại đây, vợ chồng anh nhận được 3 hectare rừng trồng và nuôi thả 10 con bò. Công việc đó cho vợ chồng anh thu nhập trên 50 triệu một năm. Cuối năm 2019, vợ chồng anh đã quyết định làm đơn xin rút thoát khỏi hộ nghèo. Gia đình tôi thì còn lao động được, còn có sức khỏe, nên tôi xin viết đơn ra khỏi hộ nghèo để vươn lên tiếp tục để phát triển kinh tế trong cuộc sống. Gia đình anh Trần Xuân Vinh và gia đình anh Cấn Văn Lực là người dân tộc Chất, cả hai đều được hưởng chính sách với hộ cận nghèo. Nay các anh đều đã nhận được rừng trồng và nuôi lợn, nuôi gà, tăng gia sản xuất, cảm thấy sinh kế đã ổn định, các anh đều chủ động xin rút khỏi danh sách hộ nghèo. Tính đến thời điểm này, huyện Minh Hóa đã có 19 hộ làm đơn thoát nghèo, trong đó có 16 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Gia đình là nói chung là chăn nuôi và sản xuất và trồng rừng thì thấy là nói chung cái gia đình là khá giả. Là nói chung là ăn uống mọi cái là vì là kinh tế trong gia đình thì thấy là khá hẳn trong 37 năm. Cho nên gia đình là xin là thoát nghèo. Chúng tôi hết sức tạo điều kiện cho bà con, đặc biệt là tạo cho bà con về các mô hình sinh kế để bà con phát triển kinh tế, tiếp tục phát triển kinh tế. Đáng chú ý là các hộ gia đình chủ động rút khỏi danh sách hộ nghèo, đa phần là hộ gia đình trẻ, người đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, họ đã biết nỗ lực vươn lên, xây dựng kinh tế với mong muốn làm giàu trên mảnh đất mình sinh ra. Đây có thể coi là những tấm gương điển hình vượt khó, một sự thay đổi tích cực và có thể coi là một làn sóng lan tỏa cho những khát vọng thoát nghèo ở những vùng khó khăn.